Em tên là Donovan, em 36 tuổi. Em là thầy giáo giỏ. Thầy giáo? Yeah. Thầy giáo. Sinh học. À, thầy giáo sinh học. Dạ. Dạ, ở trường trong thành phố mình ạ? Dạ, anh đang công tác tại trường quốc tế ở thành phố. Dạ. Em chào hai anh chị và chào quý vị khán giả. Em tên là Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang là giáo viên tiếng Anh ở một trường mầm non. Dạ, hai tụi em đều cùng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tức là hai người có hay dạy chung trường không? Dạ, hồi trước thì có nhưng mà bây giờ thì không. Em nước của em là nước nào? Em quê của em á? Nam Phi. Nam Phi. Yeah. Donovan là qua Việt Nam mình làm việc lâu chưa? 9 năm. 9 năm. 9 năm. Hồi lần đầu tiên em gặp ảnh, em ấn tượng gì ở ảnh nhất? Trong trường thì rất là dễ gặp nhau. Tại vì nó ở chung một cái không gian, chung một cái khuôn viên. Thật sự ra thì em cũng không có để ý đồng nghiệp nhiều. Tại vì lúc đó em mới đi làm được vài tháng thôi. Thì ảnh muốn làm quen với em thông qua một người bạn đó. Dạ, thì tức là ảnh thích em trước. Ảnh thích em trước. Và ảnh hỏi cái chị bạn đó là em có bạn trai chưa. Thì thông qua chị bạn đó thì ảnh biết là em còn đang độc thân. Ảnh nói là ảnh muốn xin số điện thoại của em. Thì chị đó hỏi là em là em có biết thầy Donovan dạy cấp 3 hay không? Em nói là em không biết. Thì ấn tượng đầu tiên của em về anh này là hồi trước là còn mập hơn bây giờ nữa. Tóc thì dài, cũng không nói dài lắm nhưng mà nhìn rất là lượm thượm. Mắt thì thâm quầng. Và em nghĩ là cái anh này có bị chứng mất ngủ kinh niên hay không? Mà lúc nào em gặp ảnh thì trong tay ảnh cũng là một chai nước ngọt. Thích uống nước ngọt. Thích uống nước ngọt. Đồng thời nhìn ảnh thì rất là toát lên cái vẻ bad boy. Và thường mà con gái mà nhìn thấy mà cái kiểu bad boy thì là sợ đúng không? Dạ không, rất là thu hút. Ủa, em thích hả? Dạ em thích. Không phải nhiều. Nó có cái sự thu hút gì đó, hấp dẫn gì đó thôi thúc em là muốn tìm hiểu thêm về người này. Em hỏi anh đi, tại sao anh lại thích em? Tại sao anh lại first impression of me? Thằng nhỏ, đẹp gái. Đẹp gái. Dạ. Yeah. Nói chuyện dễ thương. Thông minh. Yeah. Trước khi mà anh quen với Thảo đó thì là anh đã có bạn gái chưa? Không. Xạo đó. Thiệt không? Thiệt. Xạo đó. Anh thì ảnh không có chia sẻ cái quá khứ của ảnh với em. Nhưng mà thì sự ra ngay từ lúc bắt đầu với một cái gì đó rất trong sáng thì em cũng không có nghĩ tới trước khi quen em thì ảnh là người như thế nào. Nhưng mà khi mà cái mối quan hệ của tụi em nó dần rõ ràng lên trong cùng một cái không gian, một cái địa điểm thì rót vào tai em mỗi ngày là những câu chuyện không hay về ảnh. Bắt đầu từ một cái gì đó rất là trong sáng, tự nhiên em lại nghi ngờ. Mọi người nói rất là nhiều. Có thể là mọi người lo lắng là em sẽ bị anh này lừa gạt và bị dụ, hay là ảnh không có nghiêm túc gì đó. Em có nói với ảnh là thôi em cảm thấy em mệt mỏi và em không có đủ tự tin và mạnh mẽ để tiếp tục cái mối quan hệ này nữa, và em muốn chia tay. 2-3 lần như vậy luôn. Thì ảnh đều là người giữ em lại. Thì ảnh cũng giải thích, ảnh nói là trước khi ảnh có thể là như thế này như thế kia đó, nhưng mà hiện tại bây giờ với em thì ảnh chỉ có một mình em thôi. Em mà cứ dằn vặt ảnh về quá khứ á, thì như vậy có công bằng với ảnh hay không? Thì lúc đó em mới có suy nghĩ là vậy thôi thì mình cứ làm theo cảm xúc cái đã. Còn cái việc mà mình có bị tổn thương hay là cái mối quan hệ này nó có gián đoạn hay không á, nếu như mà nó có xảy ra thì em cũng phải là người quyết định cái chuyện đó. Chứ em nhất quyết không bị lung lay nữa. Cũng là nhờ có ảnh đã giữ em lại, chứ nếu như không là chắc tụi em cũng chia tay rồi. Nhưng mà lúc đó là các bạn là đã yêu nhau lâu chưa? Dạ, lúc đó thì tụi em chính thức quen nhau mới được vài tháng thôi. Lúc mà Thảo đòi chia tay với em á, em có buồn không? Cái cảm giác của em thế nào? Em buồn quá. Buồn quá. Yeah. Cry. Yeah, pretty em sad. Cry, em. Sad, khóc luôn. Yeah. Anh hỏi nè, vậy thì cái lần đầu tiên mà ảnh tỏ tình với em đó là bao lâu? Tầm khoảng 4-5 tháng gì đó. 4-5 tháng. Dạ. Ảnh tỏ tình không phải trực tiếp. Lần đó là em về quê ăn Tết. Thì ảnh có đưa em ra xe đi về. Thì ảnh có gửi tặng cho em một món quà. Và trong cái quà đó nó có một cái thiệp nữa. Thì anh hỏi, anh viết trong đó là em có đồng ý làm bạn gái của anh hay không.
và ở dưới anh có vẽ một cái trái tim thôi. Thì anh bảo là đúng cái ngày sinh nhật em đó, rồi hãy mở ra xem. Thì em mở ra em xem, thì em vẽ là một cái trái tim kế trái trái tim đó, và em chụp cái tấm thiệp đó gửi sang cho ảnh, thì coi như là em đồng đã đồng ý, ý. Rồi cái lần hẹn hò đầu tiên là lúc đó là đi đâu, em dắt first bạn đi đâu? Sushi. Đi ăn sushi. Ủa tại sao lại chọn ăn món của Nhật Bản? Em thích sushi. Thì sự ra thì lúc đó em cũng, món đó cũng phải là món khoái khẩu của em. Nhưng mà anh được bạn bè gợi ý, lần hẹn đầu tiên thì nên dẫn đi ăn như vậy thì anh chọn. Thì đi hẹn tới chỗ đó thì em tới trước, em chọn một cái địa điểm ngồi theo em là nó lãng mạn và khá ấm cúng. Nhưng mà nó lại gây khó khăn cho anh, tại vì bụng to, chân dài, mà em bắt ngồi lên một cái ghế đệm, ngồi bệt ở dưới luôn à. Mà mặc quần jean nữa, thế là ngồi khó, đúng rồi, ăn không được gì hết. Ngồi cứ lắc qua lắc lại như thế này. Nhưng mà em không biết sau này về xong thì anh mới nói. Thế là từ đó em rút kinh nghiệm, đi ăn ở đâu là phải có ghế ngồi. Rồi gia đình em có ngăn cản cái việc mà em quen người nước ngoài không? Lúc mà mẹ em nghe, mẹ em có ngăn cản, thì gia đình em không có ai ủng hộ hết á. Tại vì cả em và cả gia đình em luôn đều khá là truyền thống. Nhưng mà lúc đầu em cũng không có đặt mục tiêu là sau này mình sẽ quen một người nước ngoài. Nhưng mà gặp anh này rồi, em chỉ làm theo cái con tim và cảm xúc của mình thôi. Thế là em cứ lì, em cứ quen vậy đó. Đến một ngày tầm khoảng gần được 2 năm thì ảnh ngỏ lời anh muốn dẫn em về Nam Phi để thăm gia đình ảnh. Dạ, thì lúc đó em rất là hồi hộp. Thì em có nói là ok, nếu như mà anh muốn em đi chung với anh về nước á, thì anh phải làm cùng với em một việc là anh đến gặp ba em. Mẹ em đi. Anh xin phép ba mẹ em đi. Thì anh đồng ý không? Anh đồng ý, cũng hơi sợ sợ, nhưng mà phải đồng ý thôi. Khi mà Thảo mà nói là anh về nhà ra mắt ba mẹ, thì lúc đó cái tâm trạng anh như thế nào? Scared. Sợ hả? Sợ đúng không? Sợ ba hay sợ mẹ? Ba. Tại vì trong cái suy nghĩ của ảnh á, ba là người quan trọng hơn mẹ. Và sợ ba, tiếng nói của ba sẽ lớn hơn tiếng nói của mẹ. Sợ ba không đồng ý. Sợ ba không đồng ý. Nhưng mà cuối cùng thì cái buổi gặp mặt đó là sao? Cuối cùng thì khi gặp ba mẹ em xong thì anh quyết định là anh sợ mẹ hơn sợ ba. Nhưng mà sau đó thì em có đi Nam Phi không? Dạ có, em có đi. Rồi em qua bên đó gặp gia đình của bạn này thì sao? Em đi Nam Phi với một tâm thế là em đi du lịch cùng với ảnh thôi. Thiệt sự ra là em không hề cảm thấy hồi hộp lo lắng gì khi mà gặp gia đình bạn trai luôn. Và may mắn là gia đình của anh rất là thân thiện. Dạ cũng chào đón em và cũng cảm giác như là rất là ấm áp. Dạ, và không có bất kỳ một cái trở ngại gì hết. Nhà anh có đông anh em không cưng? Dạ chỉ có một em gái thôi với ba mẹ. Thì bây giờ chỉ còn mẹ thôi. Sao lại làm còn mẹ không là sao? Dạ thì em về Nam Phi gặp gia đình nhà anh là tầm khoảng tháng 7. Thì đến tháng 12 là ba anh qua đời. Dạ. Ba anh lớn tuổi bị bệnh nè. Dạ cũng khá là đột ngột thì ba qua đời. Mẹ thì cũng còn một mình với em bên đó, cũng khá là cô đơn. Cho nên hai bên gia đình vẫn giữ cái mối quan hệ với nhau là vẫn nhắn tin, vẫn nói chuyện. Mặc dù mẹ em không biết tiếng Anh. Giờ dễ mà. Dạ. Lên Google là đã. Dạ lên Google đúng không? Rồi. Nhưng mà sau cái chuyến đi Nam Phi đó về thì bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Tầm khoảng hơn một năm sau. Tháng 7 là tụi em đi Nam Phi. Đến tháng 12 là ảnh cầu hôn em. Là thì... lúc đó là ba mất á hả? Dạ đúng rồi. Không? Dạ. Nhưng mà cầu hôn rồi thì ba mất hay sao? Dạ đúng cái đêm đó luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Tụi em có một chuyến nghỉ đi du lịch thì ảnh sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Ảnh cầu hôn em ngay trên bãi biển. Và ảnh đếm. 10, 9. Hàm, bảy. Tại vì em đang suy nghĩ. Cái gì? Đếm ngược. Đếm ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Cho 10 giây suy nghĩ thôi. Em cũng có bối rối đôi chút, nhưng mà nhìn chiếc nhẫn nó khá là lấp lánh. Chỉ có 10 giây để suy nghĩ thôi. Hanoi, are you sure? Are you sure? Em hỏi là đã chắc chưa? Tại vì bây giờ mà em mà đồng ý là không có đổi ý lại được đó. Dạ thì quay lại về phòng tính là gọi điện để báo tin về cho ba mẹ mừng. Thì chưa kịp báo gì hết thì nhận được cuộc gọi của em gái báo qua là ba mất đột ngột như vậy rồi. Ba rất là quan trọng đối với ảnh. Tụi em đã lên kế hoạch là sẽ đưa ba mẹ qua dự đám cưới và rất là muốn giới thiệu Việt Nam với ba, muốn đưa ba đi khắp Sài Gòn. Nhưng mà
cuối cùng thì lại không có được như ý như như kế hoạch như vậy. Sau đó là anh bay về bên kia liền. Dạ, sau đó thì qua ngày hôm sau tụi em hủy vé bay về Sài Gòn sớm, rồi anh bay về Nam Phi. Cái giai đoạn sau đó nó rất là khó khăn, tại vì anh đau và em cũng đau nữa. Tại vì em không biết là phải an ủi một người vừa mới mất một người thân như thế nào hết. Lúc đó thì em phải cân bằng tâm lý giùm cho ảnh và mẹ ảnh nữa. Rồi, xin thay mặt chương trình xin được chia buồn với Donovan nha. Rồi, như vậy là các bạn lấy nhau là được bao lâu rồi ta? 15 tháng. 15 tháng, như vậy là quá son rồi đó. Bây giờ là em đang có baby đúng không? Dạ. Chúc mừng nghe. Cảm ơn anh chị. Vì vậy là trong khoảng thời gian mà ở chung với nhau vậy thì không biết là anh ấy có tật xấu không? Em không biết đây là một cái tật xấu hay là một cái thế mạnh mà nó làm em khó chịu thì chắc thôi em liệt vô tật xấu. Ảnh là cái kiểu người giao tiếp khá là hiệu quả với phụ nữ. Có nghĩa là nói chuyện kiểu như nhiều khi không có phân rõ cái ranh giới, rất dễ tạo ra hiểu lầm. Dạ, em cũng đã có góp ý rồi. Nếu như mà anh mà cứ như vậy là em không có thích. Không nói thì thôi, mà nếu như mà thả là sẽ dính đó. Kiểu là như vậy. Cũng đã cãi nhau, cũng đã khóc lóc giận dỗi rất nhiều về vấn đề này. Cãi hồi hồi thì anh nói là chuyện đó bình thường, với anh không có gì hết. Theo anh suy nghĩ là những cái câu nói đó, những cái cách giao tiếp đó với anh là bình thường, không hề đi quá mức. Có nghĩa là anh không chấp nhận cái việc mà em ghen với người khác. Dạ đúng rồi. Em chỉ bảo là em không thích thì anh nói là ok, không thích thì anh không làm. Nhưng mà anh vẫn không chấp nhận là cái đó nó sai. Còn tật xấu gì nữa? Ảnh không có thích đồ ăn Việt Nam lắm. Thì nó làm cho em khó khăn khi mà em phải nấu ăn. Trên bàn ăn lúc nào cũng phải có hai món. Một món Tây hoặc là món gì đó anh ăn được và món em ăn. Và mỗi lần đi ra ngoài ăn cũng vậy. Ảnh phải chở em đi ăn cái món mà em thích ăn trước. Ví dụ như bún, phở, cái gì đó. Rồi sau đó ngồi đợi. Nhiều khi cũng ngại với chủ quán luôn á. Ngồi đợi và sau đó tụi em phải đi tới một cái quán thứ hai để mua đồ ăn cho ảnh. Riết rồi em không muốn đi ra ngoài ăn nữa luôn á. Hồi đó em rất là khó chịu về cái chuyện đó. Nhưng bây giờ thì dần dần em chấp nhận được rồi. Thích nghi được rồi. Dạ, thích nghi được rồi. Em nấu ăn thì em sẽ nấu hai món. Một món cho em, một món cho ảnh. Có khi nào mà em ở nhà em không muốn đi ra ngoài ăn, rồi em nhờ ảnh đi mua đồ ăn về cho hai vợ chồng ăn mà gặp một cái sự cố gì không? Nhờ đi mua đồ lúc nào cũng lộn luôn. Ngay từ cái hồi mới quen nhau là em qua chơi là em ơi anh có mua ổi trong tủ lạnh đó, lấy ăn đi. Và em mở trong tủ lạnh ra là mấy cái lát bí đao cắt sẵn mà người ta xếp lên vỉ đó. Thì anh nói cái đó là ổi. Sau đó nữa là có bữa em nấu ăn em kêu là anh đi mua hành cho em đi, em về em nấu canh. Xuống siêu thị về nói với em lý do là không có hành và cầm về cho em một bó xả. Dạ. Nhiều lần lắm đó là anh ơi em muốn ăn tàu hũ. Tàu hũ không phải tàu hũ chiên, em nay chiên đâu nha. Nó trắng, nó mềm. Và nó đựng trong cái chén nhựa tròn như vậy nè. Thì ảnh đi xuống và ảnh đem về cho em tất cả những cái gì mà màu nó trắng được chứa trong cái hũ tròn như vậy. Có súp tu, có cháo. Có rau câu. Có rau câu, dạ đúng rồi, xương sáo. May quá, có đúng một hũ tù hũ luôn. Thế là em phải ăn hết tất cả những cái món đó. Dạ. Và còn nữa, còn mà đây ông nhất. Mà biết ông nhầm không? Dạ biết, trời em đánh luôn, tức quá. Bữa đó em nhờ đi mua dưa leo với lại salad. Bình thường là em có chụp hình. Sau đó em rút kinh nghiệm chứ, em muốn ăn cái gì là em chụp hình, em gửi. Nhìn nhưng mà bị cái là mắc cỡ gì đó. Không bao giờ hỏi nhân viên. Thấy là lấy thôi, không biết đúng hay sai. Thì bữa đó em tự tin lắm, em nói là dưa leo với lại salad nha. Em dọn đồ ăn ra sẵn rồi, chỉ đợi dưa leo với salad về ăn thôi. Thì hai cái món đó nó dễ quá mà, em không có gửi hình. Thế là đem về cho em một vỉ mướp cắt sẵn. Và kế bên mướp đó là một nhóm mùng tơi. Dạ, và nói em là dưa leo cắt sẵn nè và salad nè. Rồi bây giờ tới Donovan á, cô ấy có bao nhiêu tật xấu? Thao hay ghen. Ghen, nãy có kể rồi. Thao kiểm tra Facebook. Facebook, WhatsApp. Zalo. Trời ơi. Trời ơi. Mệt quá đúng không? Có khi nào mệt quá. Có khi nào giận mà đập điện thoại không? No. Rồi cái gì nữa? Cái xấu gì nữa? Mù đường. Ủa rồi mỗi lần hai vợ chồng đi vậy rồi sao? Ảnh rành đường Việt Nam không? Em xe, anh Thao, nói, quẹo trái. Bên phải đó. Ok.
Come, we're trying. Oh, we're fine. Cái tai bên phải, yeah. Miệng nó miệng trái. Yeah. Tại vì em là, đúng là em mù đường. Và gặp ảnh không có rành đường xá ở Sài Gòn nữa. Cho nên lúc nào mà đi đâu là cũng kết thúc là cãi nhau. Vì em nói là em đi đường này mà tại sao anh không nghe em, anh cứ đi đường khác, cứ như vậy á. À, còn đặc xấu gì nữa nè? Khi tao giận. 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 Tao không nói. Không nói. Im lặng. Im lặng. Yeah, im lặng, im lặng. Yeah. Làm gì để Thảo nói chuyện? Em im luôn và anh năn nỉ. Dạ dạ dạ. Bé ơi, bé ơi. Nothing. Em ăn chua là... nothing. Không phải là em cố ý mà là cái kiểu như cái cá tính em nó như vậy luôn á. Tại vì em mà nói thì thứ nhất lúc đó cảm xúc em nó rất là lộn xộn, cứ giận là em cứ im lặng như vậy. Và bây giờ Donovan có mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Không im lặng. Không im lặng. Đừng nữa. Im lặng. Đừng im lặng. Khi giận thì không. Yes. Nói đi, nói đi. Đừng im lặng nữa. Đừng im lặng nữa. Rồi còn Thảo? Anh này thì anh còn một cái tật xấu chưa sửa được là hút thuốc quá là nhiều. Dạ, thì em sợ nó ảnh hưởng tới sức khỏe của anh thôi. Và em không có chịu được cái mùi khói thuốc mà nó ám trên người như vậy á. Em nhắc nhở rồi cũng cãi nhau, kể cả khóc luôn để năn nỉ anh là bỏ thuốc đi. Nhưng mà vẫn chưa có sửa được. Nhưng mà bây giờ bớt chưa? Dạ chưa luôn, vẫn còn hút thuốc nhiều lắm. Hút thuốc nhiều lắm. Một ngày năm. Một ngày năm điếu. Một năm điếu hả? Một ngày bây giờ từ từ đi, một ngày ba điếu thôi. Rồi có em bé xong là tự động em hết. Sợ không? Em bé hửi mùi. Em hút thuốc là em bé hửi mùi. Rất là nguy hiểm. Chị thấy vậy nè. Thực ra là khi mà mình lấy người nước ngoài á, nó có những cái về văn hóa nó khác nhau á, em hiểu không? Cho nên nó là, nói chung là mình cũng phải vừa cương vừa nhu. Em giống như em lùi nửa bước thôi. Tại vì chị thấy vậy nè, người ta đâu ra đó, giống như người ta rất sòng phẳng. Ví dụ như là khi người ta nói là người ta thích cái điều đó là người ta thích, chứ người ta không nói xạo. Chị cảm giác là như vậy. Thành ra khi mà anh đã nói là anh không có gì, chỉ có một mình em thôi, thì em nên tin vào cái điều đó. Đó, tin để cho mình, thứ nhất là mình thoải mái cho bản thân mình, đúng không em? Chứ chi mà mình mệt trong cái chuyện đó. Đúng không? Còn về phía em nói là không được im lặng là it's good nha. Tại vì em cứ phải nói, tại vì cái người phương Tây họ kỳ lắm. Em nói em không thích như vậy là em phải nói ra cho ổng biết là em không thích điều đó, mà nói nhiều lần, nhưng phải hợp lý. Nãy chị đừng nói em phải hợp lý, thì thành đã làm cố gắng để mình hạnh phúc nhất có thể. Rồi xin cảm ơn Thảo với Donovan đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Quang Thanh, hôm nay em 26 tuổi. Hiện tại em là nhân viên kinh doanh, em đang ở bên Bình Chánh. Chào Thanh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Huỳnh Ngọc Hoàng Thư, năm nay em cũng 26 tuổi luôn. Thì hiện tại em cũng là nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh hết. Vậy thì hai em có thể cho anh biết là tình duyên của hai em bắt đầu từ đâu? Tụi em là từ bạn bè lên. Hồi lúc đầu tiên mà tụi em gặp nhau là tụi em đi làm chung với nhau ở bên Pizza Hut á. Là lúc đó tụi em chạy bàn. Thì đợt đó là Thanh thì đang nghỉ. Nói chung là Thanh đang không có tính đi làm nữa. Xong cái hôm đó nguyên một group là đi làm xong cái rủ nhau là đi karaoke. Thì em gặp bạn Thanh. Là em đã em thích liền không? Không, em cảm thấy ấn tượng gì vậy? Có ấn tượng là bạn này hiền thiệt, hiền với lại thôi, bạn đúng. Này cũng đẹp trai. Dạ. Còn Thanh thì sao? Lúc đó em mới tới à, cái tự nhiên cái bạn này chạy lên, nó xin chào. Rồi xong đi karaoke, em cũng ngồi chơi. Cái bạn là cũng lại khoát tay xong bạn ngồi băng ca. Bạn này hả? Dạ. Khoát gì nè. Tại vì tính của em trong chơi trong cái đạt group á thì cũng vui. Tự nhiên luôn. Dạ đúng rồi, tự nhiên thì. Nhưng mà để hỏi bạn Thanh coi, lúc đó là lúc em nghĩ trong đầu như thế nào về cô gái này khi mà mới gặp lần đầu cổ khoát tay em có ấn tượng gì không? Em cũng hơi bất ngờ. Lúc đó em ấn tượng là tại sao bạn này vẫn tự tin mà bạn... Bạn tự tin mà bạn... Dạng quá, dạng quá đúng không? Nhưng mà em có thích cái điều đó không? Em cũng không để ý nhiều. Chưa thích phải không? Tình trạng của em lúc đó như thế nào? Có bạn trai hay là chưa có? Lúc đó là em có bạn trai, bạn này cũng có bạn gái luôn. Vậy thì đến lúc nào thì tụi em cảm thấy là thích nhau? Gần 2 năm sau. Tại vì lúc đó thời điểm là hai đứa đều có bạn hết, nên thành ra là hai đứa không có nghĩ gì hết. Đúng chỉ rồi, là chỉ quen là bạn thôi. Dạ đúng rồi. Chắc có lẽ là một trong hai người phải có một người bị trục trặc trong cái chuyện tình cảm với cái người trước, đúng không? Dạ cả hai. Đó là bạn Thư này cũng chia tay, thì em cũng nhắn tin an ủi. Lúc đó em cũng chia tay trước rồi, thì cứ nhắn qua nhắn lại vậy thôi. Một thời gian cũng lâu, cũng gần nửa năm sau á thì mới quen. Con nửa của mình ở ngay cái bên mà tại sao mình không biết, đúng không? Em có cảm giác như em bị gài á. Em chia tay thì thật sự lúc đó là em quen bạn cũ cũng 6 năm rồi. Thì em đang nghĩ lúc đó là
tới thời điểm này phải chơi rồi, giờ là em không có muốn quen nữa, giống như kiểu là cũng muốn có tự cũng có thời gian để cho tự do. Thì bạn này thì lại là bạn thân của em nên thành ra là lại nhắn tin, xong rồi tự nhiên tới hôm đó cái rủ Thư ơi đi Cần Giờ. Cái em cũng đi Cần Giờ đi chơi tới chiều luôn, tức là bắt đầu trời mưa ầm ầm tối thui, hai đứa chạy mưa về mà lãng mạn lắm. Mưa ầm ầm đi mưa về. Dạ. Rồi về sau đó có bị bệnh không? Dạ chưa kịp bệnh là cảm nắng. Tức là về cái tự nhiên tặng cho em cái hộp quà, cái em cũng ngại em đóng cửa em đi vô, tặng em hai cái đồ cột tóc. Hai cái đồ cột tóc đó là hai cái lần gần nhất em đi Đà Lạt. À. Thì em cũng nghĩ là em mua em để đó thì sau này em thích ai em tặng người đó. Xong cái tới là tháng 12 là lại rủ em đi chơi tiếp, lần này đi Đà Lạt đi xe máy nữa. Thì cũng đợt đó là bắt đầu mới chính thức là em mới biết là em có người yêu rồi đó, bạn đó nói là bạn đó thương em. Cái chữ lên trên Đà Lạt chữ thương. Có gì không? Đà Lạt thì hai bạn này bạn đặt phòng, phòng này ở trên một cái đồi thì khung cảnh nó cũng khá là lãng mạn và dễ thương, cũng nhẹ nhàng thì tụi em cũng ôm nhau rồi hôn nhau. Xong cái bạn đó cũng cũng có tính nhưng mà lại lúc đó thì em lại không chịu. Cái nụ hôn đầu tiên là ở trên Đà Lạt. Đà Lạt mà chỉ có thế mà thôi. Rồi về Sài Gòn rồi mới chuyện xảy ra tại Sài Gòn. Sau đó 4 tháng lận. Lúc đó là em mổ mắt, mổ xong thì cũng 11 mười mấy 12 giờ rồi, bác sĩ hẹn đầu giờ chiều quay lại. Thư thì kêu về nhà Thư nghỉ đi. Em cũng ngại tại chưa có về nhà Thư. Em mới nói là thôi ra khách sạn gần đây nghỉ vài tiếng rồi xong rồi chiều gặp bác sĩ. Cái này cũng tại bác sĩ chứ không phải tại em. Mà hay vậy, chờ mổ mắt mà ấy được hay thiệt. Trong khi đó ở Đà Lạt lãng mạn như không. Thế mà chỉ có hôn thôi. Không sao đâu chị, nghịch cảnh nó sinh ra hoàn cảnh đó. Sau đó thì tình cảm của các em đó, nó có trơn tru bằng phẳng không? Hay là nó có những cái biến cố xảy ra? Sau đó khoảng 1 tháng đó em cũng có dự định là em đi du học khoảng 2 năm, kêu bạn đợi mà không chịu, là chia tay. Vậy hả? Dạ. Rồi, chia tay lâu không? Dạ 1 tháng. Em đòi chia tay đúng không? Dạ. Thì quen bạn này xong thì cũng muốn chính thức. Đùng cái bạn này nói là bạn này muốn đi du học. Thành ra em nói thôi vậy anh cứ đi rồi mai mốt ví dụ như mà về á thì có duyên thì mình gặp lại, chứ em là em không đợi. Em không đi nữa. Dạ, chỉ có sau đó bao lâu thì tụi em lấy nhau? Tụi em đăng ký kết hôn á, 1 năm sau tụi em mới cưới. Tháng 10 là bạn này bắt đầu cầu hôn em. Cái em mới hỏi chứ cầu hôn xong cưới nhau rồi ở đâu. Cái hai vợ chồng tính ra xong thì Hâu quyết định mua nhà. Không thể nào mà đủ tiền để mua hết thì bắt buộc phải vay ngân hàng. Thì phải có pháp lý là vợ chồng thì mới có thể nào vay được. Gọi điện thoại về cho ba. Ba ơi, tuần sau con đi đăng ký kết hôn nha. Bạn này cũng gọi về cho mẹ nói là tụi con đi đăng ký kết hôn. Năm sau nữa mới cưới. Tụi em cưới nhau mấy năm rồi? Nếu mà chính thức cưới là khoảng 4 tháng. Bây giờ là 1 năm 4 tháng chính thức là vợ chồng với nhau. Có phát hiện ra những cái tật xấu gì của nhau hay không? Thợ Thanh nè, anh hỏi nè. Dạ nhiều lắm. Bạn này thì hồi lúc quen nhau bạn có một cái tính là khi mà cãi nhau là bạn im im lầm lì lì á. Lúc mà quen thì đuổi em về nhà, khi mà về chung nhà rồi thì trốn vô trong phòng nhốt em ngoài. Em thì muốn hai đứa nói chuyện, Nói cho xong rõ ràng. Im lặng cứ giận là biến nói ha. Em sợ em nói bậy với lại em nóng thì em sợ em nói không có hay á. Nên thành ra là em hay im, mà lỡ im em im luôn cả tuần á. Anh bị bụng. Rồi còn đặt xấu gì nè? Bạn rất là hậu đậu, hay làm rớt đồ. Ví dụ như để đồ trên bàn thọt tay lấy là hồi là nằm dưới đất hết. Nấu ăn này kia là lấy cái trứng từ tủ lạnh qua cái bếp là cái trứng nằm dưới đất. Thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi. Bé đang lớn cái xương nó đang phát triển á, nhiều khi cầm gì không có chắc á. Đó là rớt. Với có một cái tật là mỗi khi đi làm về hoặc là đi chơi về, gần về tới nhà là bắt đầu hối đi toilet. Về tới nhà là xong cửa vô là đi vô toilet. Vô cái là chạy quýnh vô. Dạ, đúng rồi. Rồi xong rồi đồ đạc này kia có thể để ngoài cửa gì đó cho em dọn. Rồi còn gì nữa không nè? Khi mà tối ngủ thì hay lấn giường lắm. Có mấy lần em xém gọn. Mà khi cãi nhau là tự động nằm sát bên đây, tự động nằm mép gì nè. Còn khi bình thường là cứ lấn ép bên đây. Đúng rồi, chuyện bình thường. Mấy bà là gì? Bây giờ tới em đó. Chồng em ngủ xấu lắm. Thì bình thường ôm thì ôm cái eo em vậy đi. Không có chịu. Nó cứ đi lên núi hay sao á, thế nào cái tay nó cũng leo núi, leo núi à. Mà tối nào cũng vậy. Cái núi đó nó hợp đúng không hả? Rồi còn cái gì nữa nè? Dạ, cái thứ hai là nóng tính lắm. Ví dụ như mình đang chạy cái con người chạy lên ủn đầu cái là bắt đầu quạo à. Là bắt đầu muốn chạy lên chửi lộn. Em cũng sợ phải bình tĩnh lại một chút. Rồi riêng cái vấn đề đó mình cũng không được. Đúng dạ. Là khuyên luôn á. Còn tật xấu gì nữa không? Cái này cũng không phải là xấu, tất nó có mùi, có mùi. Dạ có mùi tất. Thì thật ra thì nó cũng không gì hết, nhưng mà lâu
lâu em xem phim thì em đang ấm áp rang, với lại em uống nước ngọt thì tự nhiên lâu lâu nó có cái mùi nó bay lên một cái, em nói ủa sao kỳ vậy ta, cái mùi gì mà nó kỳ kỳ. Là cái đó là không phải tật xấu mà là đó không phải em tội nghiệp đúng không? Mày mua miếng lót dày mà mùi quế á nó sẽ chữa được. Với lại là ngâm chân ở trong nước ấm mỗi đói á. Ảnh có kỹ tính không? Kỹ lắm anh chị ơi. Kỹ đến mức mà trở thành tật xấu luôn. Nhiều khi em quạo luôn á. Tại vì bình thường em về nhà thay vợ chồng đi làm về thì thường là mình nghỉ ngơi, mình coi tivi, mình giải trí một tí xíu. Còn không, bạn này về tới nhà bắt đầu thay bộ đồ, bắt đầu là sắp chắp tay sau lưng coi đi xung quanh có cái gì dọn không. À, dép để vô, rồi vớ thì để vô, rồi đi giặt đồ, rồi đi lau nhà, quét quá nhà. Tốt. Em nấu đồ ăn thì em hay làm rớt đồ mà. Ví dụ như lâu lâu có rớt cộng hành hay rớt miếng cơm gì đó, và đó, bạn này đứng sau lưng đậu đó. Dạ đúng rồi, thì bạn này đứng sau lưng me. Tại vì do bạn nói là cộng hành là nó dính mỡ, mà em rớt xuống mà không chịu dọn liền á là lát nữa thế nào cũng chay ra nguyên một nhà. Rồi ai dọn là bạn này dọn, là cứ đứng đằng sau lầu bầu nó là ơ làm đổ rồi sao không lụm, ơ làm rớt cơm rồi sao không lụm, lúc nào cũng làm rớt cơm là nó cứ. Tức là em khó chịu là bởi vì thay vì ông làm đừng nói. Dạ ông vừa nói mà ông vừa lầu bầu thì tại khó vì chịu. Em cứ làm rớt hoài xong bạn này thì bạn cũng lầu bầu nên thành ra là hơi quạo hay bực mình lắm. Vậy là cái cô này chắc có lẽ là bừa bộn lắm đúng không? Cũng hơi bừa bộn một xíu. Với lại chén đũa trong nhà là em cũng rửa hết, để bạn rửa là biết nó mẻ hết. Rồi chồng có ghen không? Có ai kế bên em là bắt đầu bật cái radio là theo dõi chứ không phải là nói đâu. Có cái gì rồi là đứng ra là bập liền. Em nghĩ là chồng em là cái thuộc dạng đó đó. Không nói nhưng mà kiếm đầy đủ bằng chứng. Trước giờ là anh có ghen gì không? Chưa có cơ hội. Vợ sao? Dạ. Vợ em có ghen không? Dạ cũng có. Em ở trong công ty thì hay có mấy cái group Zalo này nọ, tối mọi người hay nhắn, cứ có nổi tin nhắn lên là bắt đầu con nào nhắn tin giờ này, lướt lướt hồi thấy có nữ là vô điều tra coi bạn này có quen biết gì không, có tương tác gì không. Không mà vợ chồng sao mà em không thể nào mà tránh được cái chuyện mà ghen tuông vậy mới vui đúng không? Mà em có muốn vợ thay đổi điều gì thì em cũng mong muốn là ví dụ như có cãi nhau thì mình cũng ngồi lại nói chuyện với nhau để mình biết là bên kia đang nghĩ cái gì và mình đang nghĩ cái gì. Muốn thay đổi một cái đó thôi. Dạ. Còn em cái đó là chở vợ hay chở ai thì bình tĩnh lại xíu, đừng có nóng tính là được rồi. Đúng rồi, bây giờ thực ra cái mà mong muốn của vợ em cũng là mong muốn của tụi chị á. Đúng rồi. Bây giờ rất nhiều người không tự khống chế được cái giận của mình đó, cái cơn nóng giận của mình nguy hiểm quá. Lỡ hai cái nó đụng nhau một cái là sẽ có cơ sự xảy ra liền. Ông bà nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cho nên chị nghĩ là cái đó em nên thay đổi. Riêng vấn đề chồng em muốn em á thì em đúng là cũng nên cởi mở. Ví dụ như mình bực thì mình nói luôn. Có thể là đầu tiên thì nhiều khi mình chưa kềm được, mình hay nói bậy. Kể cả cái việc mình nói bậy rồi thì chồng mình sẽ góp ý với mình để lần sau mình bớt. Chứ vợ chồng mà cứ lạnh lùng á, kiểu mà mình không nói ra đó, giống như nước mà lóng phèn á, cái mình ức hoài, đến một lúc nào mình bùng nổ lên là coi như đổ vỡ hết, giống như giả tràng mà nó cứ xe cát xong sóng ập cái là mất hết. Còn thêm một cái điều nữa là cái này là chị mong muốn thay đổi cái mà bừa bộn á, thì mình phải kỹ cái đó. Cái này sau này nếu như em có con gái thì nó sẽ không bị ảnh hưởng cái điều đó đối với con của mình. Chị cái tật của chị cũng không phải là gọn gàng lắm, nhưng mà chị rất là khó chịu khi mà xung quanh mình á mọi thứ nó không có ngăn nắp, nó đâu vô đó. Thì không, giống như mình nấu một bữa ăn á mà nó làm đến đâu dọn đến đó, làm đâu dọn đến đó, thì khi mà mình bày ra thức ăn xong rồi mình khỏe lắm. Dạ. Rồi đi ăn xong, còn này mình nhìn ra cái bàn xong mình nhìn vô cái bếp chỗ mình thấy ê hề, mình ăn không ngon nữa. Dạ. Đó nó là vậy. Rồi cảm ơn hai em. Hồng Vân và Quốc Hưng xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Show. Trời ơi, wow, concept đẹp quá luôn nghe. Nói cho em biết là chị mặc tất cả những concept màu của vợ mình son này. Nhìn chị với cái sàn nhà y chang không? Hay quá luôn. Sao? Rồi, cái đầm này là chắc là cái thời mưa bụi đúng không? Cái này hả? Đúng không? Này là mới mua đợt vừa rồi. Mới mua luôn hả? Đi qua thăm Simba là mua luôn. Trời ơi, nghĩ là cái đầm này là coi như là chị sắm sửa cho mình nhiều cái đầm mới mua. Đúng rồi, cái cũ là coi như là bỏ con đi hết rồi. Thôi nếu có đầm gì không biết mà và thể loại mai thì đây mới đào đúng luôn không? Em cà mặt sau khi mà quay xong rồi em làm công nghệ cà mặt mất mớ cả cái đứa chị vẫn trẻ mà trẻ đó là trẻ mang luôn á thì cái vô trong hình ảnh rồi đèn đánh xuống rồi không tập lại là như là vết hình tròn nhiều lắm cũng trẻ. Quý vị nếu mà đồng ý thì comment ở bên dưới nha để chị Vân thấy chị Vân đâm được cái thằng đen đó và chị cảm nhận được những gì mà tụi nó là sướng yếu của nó. Thôi bây giờ chúng ta tạm gác lại.
Thế ha, cảm ơn quý vị, chúng ta cùng đến với một câu chuyện về hôn nhân của cặp vợ chồng đầu tiên. Xin mời. Đây, mời các bạn. Bạn có thể cởi áo ra cho thoải mái nè. Rồi, mời các bạn giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào chú Phúc Thật ở trai ạ. Và con xin chào cô Hồng Vân xin gái ạ. Đâu rồi, con như là kéo anh cho nói thế. Con xin kính chào toàn bộ quý vị khán giả đang đón xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Ngô Văn Khánh và mọi người hay gọi con là Khánh Ngô. Ngô, công việc bao nhiêu tuổi và hiện tại ở đâu? Dạ, hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội ạ. Và công việc của con thì hiện tại con đang là đồng sáng lập của tập đoàn dược mỹ phẩm Thái Hương ạ. Và hôm nay con 28 tuổi ạ. Rồi. Này, thế con quê con ở đâu? Quê gốc con ở đâu? Dạ, quê gốc con ở Thanh Hóa. Thế ạ, thế tại sao lại họ Ngô? Tại vì cô cũng họ Ngô mà quê cô ở Bắc Ninh. Hình như là ở Ngô, nếu mà Ngô Thanh Hóa thì vẫn là nhiều loại Ngô, một nếp và một tẻ không? Chắc thế con là nếp hay tẻ? Thế bây giờ thì con cũng chưa biết là con nếp hay tẻ. Thì cô là một cái con nếp. Dạ, ngon lắm. Ở trong miền Nam này thì có bắp phở. Có bắp Mỹ, bắp phở, bắp nhiệt phở. Đâu bắp Mỹ với lại bắp 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 tẻ đó. Bắp nhiều. Bắp nếp. Đúng rồi. Thôi thì là chắc hai họ Ngô này cũng như là chắc cũng là hai địa chi khác nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, có như tôi mà chị phải công nhận không? 28 tuổi, đồng sáng lập. Đồng sáng lập một tập đoàn. Trời ơi, 28 tuổi tôi là cái gì ở giữa thế gian là? Đâu, lúc đó em đừng cần cái gì, em đừng cần cái gì. Được, cũng được. Nhưng mà lúc đó là em phải có tình đơn phương với chị nha. Được, biết ngay, biết ngay mà cái gì đó điều đó. Thôi đứa à, vừa nói về cô biết nghe chúng là cô biết nghe nha, vui đó nhé. À, được tin. À, rồi. Vui à, vui lắm. Vui nói vui lắm. Rồi bây giờ thôi, vợ của Khánh giới thiệu với con này. Chú rất là muốn biết là trước đây cơ duyên nào mà các con về gặp nhau
đó, trong hai nhà vàng đi cô gái này ở miền Bắc sao có phụ gặp không người gặp không ai đó, rồi mình gặp nhau các con không có người nữa. Thật nói với cái cơ duyên để gặp một con thì cái lần đầu tiên thì cái ngày xưa thì con cái lần đầu tiên quen vợ con, đó là quen con một người bạn thân của vợ con ấy. Thì cái thời đó thì con có làm một cái nhà của một cái nhà hàng, thì con hay làm thì cái con cái bộ phận của con làm hay ở trên tầng hai á, thì khi mà con làm trên tầng hai thì nó có qua cái kính ấy thôi, thì con hay nhìn ra ngoài đường, thì cái khi đấy rất trùng hợp tại vì vợ con hay đi đón bạn của con lúc 5 giờ chiều, cái khi đấy là mình đang set up vào cái buổi tối, thì mình hay nhìn ra thì con thấy vợ của con đứng ở bên đường, sinh, cái thời đấy gọi là sinh mà nó sinh theo cái kiểu như là trong trẻo thôi. Mà mùa đó là mùa gì đó con không nhớ là mùa, nhưng mà hình như đâu đó vào tháng 7, tháng 8 ấy. Mùa thu hà nội hà nội thôi sao con nhìn con đường kính thì con gần như là con kết hẹn lần đầu tiên là mình qua tại vì chết liệt nửa người rồi sao này, cái cảm giác đầu tiên của con lúc đó là con nhìn thấy một cái cô gái dễ thương, một cái cặp mắt là lúc đó là mắt của con nó tròn lắm. Mắt của ai ơi xin đừng chết chát chưa. Cái ngày đó là con thân mập hơn bây giờ một xíu, mắt tròn hơn bây giờ thì con gần như là bị cuốn hút bởi cái gương mặt và cái thần thái nó rất là dễ thương và rất là mắt cũng tròn. Có nghĩa là khi ấn tượng đầu tiên con thấy vợ con gần như là sấm sét cũng sẽ tận hưởng, còn bạn này ra khi mà con gặp chồng con. Thế mà để nói về lần đầu tiên thì thực sự là lúc đấy con cũng chưa gặp, tại vì anh đứng hơi cọc mà đúng không? Vâng ạ, trong những lần đấy thì con không biết ạ. Mà cái lần đầu tiên gặp nhau cơ. Dạ, trong cái lần đầu tiên đấy là khi mà được gặp gỡ nhau thông qua cái người bạn đó một bữa ăn tối. Thì lúc đấy con nhìn thấy anh ấy thì thực sự là chỉ thấy là ô trông cao ráo, trông cũng được. Về ngoại hình ạ, về trắng trẻo. Mỗi bạn thôi chứ còn con cũng không có thấy kiểu chả xem gì nào, nhưng mà lúc đó là tình trạng của các con là đang chưa có người yêu hay là đang có người yêu? Con thì là lúc đấy chưa có người yêu, chia tay người yêu cũ chắc tầm lâu rồi. Thế có cái gì sao các con thân chưa yêu? Ồ, như vậy là hai con tim phải tìm đến nhau thôi đúng không? Sau đó khi nào thì lúc đầu có cơ hội để gần gũi tiếp cận nhau. Cái cơ hội thì chắc chắn là từ con rồi. Cái cơ hội thì nó cũng dễ dàng hơn đúng không? Nói về cái đó thì nếu mà nói về chuyện vui chuyện buồn thì tôi nghĩ đó là chuyện buồn. Không sao đấy. Bắt đầu từ chuyện buồn. Tại vì sao cái cơ hội mà con có thể tiếp cận được con đầu tiên đó là con bị tai nạn. À, khó là con bị ngã xe máy á. Thì cái khi đó thì lúc đó thì con nhớ là cái năm đó là 2014 thì khi đó là hai vợ chồng con đang đều là sinh viên. Thì con thì đi làm thêm ở nhà hàng và vợ con thì đang là sinh viên học ở trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Thì cái buổi chiều ngày hôm đó thì con cũng không hiểu tại sao thì lại có các cuộc gọi đến nói đến cho con. Tại vì vợ con bị tai nạn thì sau khi mà con ngã xuống thì vợ con ngất đi, bất tỉnh đi. Thì con cũng không hiểu vì một cái thế lực nào đó, lại gọi cho con. Lại gọi cho con trong khi có nghĩa là trước đó thì hai đứa đã bạn bè với nhau rồi, có số rồi. Nhưng mà con không hiểu tại sao cái cuộc gọi đó lại dành cho con lúc đó. Thì trong vô thức của con thì con nhận được cuộc gọi thì con chỉ biết là phi thần nhanh tới thôi. Rằng là con tới và con đưa vào viện. Con không nghi ngờ gì cả. Con không có nghi ngờ gì một gì cả. Là vợ con gọi là một người lạ gọi. Tại khi đó con ngất rồi mà. Con tới đưa vào viện và con làm thủ tục nhập viện. Rồi những cái quá ngày sau đó một tuần đến 7-8 ngày sau đó thì con cũng tới và chăm sóc con luôn. Và trong ai chăm sóc cậu à? Có những người bạn nhưng con cũng vẫn nhiệt tình của người chăm sóc luôn. Và sau những ngày đó thì con tự nhiên con không biết là con yêu và con sôi lên hơi từ lúc nào luôn. Đúng rồi. Tại vì thật ra là bạn nó có cảm tình với bạn này. Đúng rồi, xem xét rồi. Đấy là một cái cơ hội để bạn thể hiện được tình cảm của bạn này. Đúng không? Vấn đề là con thôi. Con thì sao? Thì sao? Trong cái quá trình này, tiếp đi. Đó là bạn chỉ mắc ca thì cái người đó thấy là lúc đấy thì chỉ biết chồng con bây giờ. Mới là con mở mắt ra là con phải thấy ông mặt nó khá là thân thuộc. Không không, chúng tôi hỏi là nó có giống trong phim là con có cảm nhận có hay nó bế gì vậy? Có bế như thế nào vậy? Cái lúc đấy thì chắc là một người khác rồi, con có cảm nhận về một cái chỗ năng bốc lúc mang mang vì mình đang bị ngã, mình bị choáng. À, con vô trong bệnh viện là vợ con đã nhận bệnh rồi đúng không? À, rồi. Thế rồi sao con không mở mắt ra? Khi mà con thấy chồng con thì chồng con rất là nhiệt tình. Mặc dù bên cạnh lúc đấy là không có một người nữa ngoài chồng con, nhưng mà anh ấy thì kiểu
và đi đâu đó để cho nó như cái khoảng cho em hết. Lời mời đầu tiên là gì? Lời mời đầu tiên thì nhiều lắm. Thực sự là nếu mà nói lời mời đầu tiên thì nhiều lắm. Tại vì thường thường thì cái quãng thời gian đó thì sau cái ngày đi làm của con á, thì con thường thường kết thúc vào 10 rưỡi đến 11 giờ đêm. Con hay rủ vợ con đi uống nước này, là đi ăn đêm này. Thì khi đó thì bắt đầu cái mối quan hệ nó xích lại với nhau hơn và nhiều hơn. Đó, rồi bắt đầu có những chuyến đi xa không con? Chưa, lúc đấy chưa đi xa. Đó, rồi thì đến khi nào con mới tỏ tình? Bao giờ mới lại đi xa? Nếu mà thực sự nói như bây giờ tỏ tình thì con chưa có một lời tỏ tình nào để với con. Ở lúc đó thì con là mấy tuổi? Lúc đó là 2014 thì con là 19 tuổi. Ủa, chúng ta chia đi khổ rồi. À, hai đứa đi chơi và bây giờ người ta đã đủ rồi. 11 giờ rưỡi khuya đó nó đi với nhau thì chắc chắn là phải đi vào bờ hồ ăn cái gà này nọ rồi còn một là đi đụng cái trời hai đó cái trời nắng lẻo thì chắc chắn là phải có những cái ôm và phải có những cái tay cái tròn nó đi sau nắm tay rất là tỏ tình thì con và vợ con có được cái gì chưa khi đấy thì chưa chưa luôn tại vì khi đấy con đi cùng những người bạn nữa cho nên cái hành động đấy con chưa có mãi cho tới cái một cái lần đó thì bọn con cũng chưa yêu nhau rồi. Thì con có mặn dặn cái lúc đó là mình nghĩ rằng là mình tỏ tình rồi nhưng thực ra mình lúc đó là con cũng ngại mà chất con cũng ngại nên không biết thế nào thì con có rủ vợ con về quê của con ở Thanh Hóa chơi thì cái lần quê cũng ở luôn mà vâng ạ nhưng mà hai cô của con cái ai xa nhau đấy cái xa nhau thì con về quê chơi thì không hiểu mẹ con hiểu gì thì hai người bạn về chơi nhưng mà con mẹ con hiểu rằng à hai đứa yêu nhau rồi hai đứa yêu nhau rồi về ra mắt thì mẹ cũng rất là ủng hộ và mẹ nó rất là nhiệt tình thì cho tới cái tối là rất quan trọng tối thì ở quê của con nhà quê mà thì nhà con thì ở quê thì cũng một vùng quê nghèo thì nhà thì cũng nhiều phòng một chút của cô thì vợ con mới chào là con đi về đấy thì lúc đó là con chở vợ con đi ra bắt xe đi về nhưng mà lúc đó không có con không về có xe nhưng mà con không về ạ con không về mua sao về không về mà cái lần đó là chốt con là yêu nhau nhưng mà tối ngủ đâu tối ngủ ở ngoài con kia ngủ ở ngoài ngủ ở đinh hay là ở ngoài đồng ở ngoài cái sắt muốn hai phòng hay là một phòng trong cái chốt hạ một phòng là hai giường hay một giường một phòng hai giường luôn chú, hai giường luôn. Đi đó. Đi vào một giường là để đồ, để đạc chứ còn một giường là để đúng rồi. Chỉ là phải như thế thôi. Có cái gì chuyện này? Đêm đó thì làm những chuyện rồi. Mà cái chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Sẽ đến thôi con lợn dẫn thôi. Ở mình lại không có bản lĩnh là đâu thì cũng chết. Dạ. Đâu nghe. Nó hào hứng như thế này. Là có nhanh lắm. Là gần sáng. Tại vì rất nhiều cặp vợ chồng họ đến đây chia sẻ những câu chuyện đã vào tận nơi rồi nhưng mà mãi tới 5-6 giờ sáng mới có thể làm việc được thì con là muốn làm có thì nhanh nhá chúng là mình phải và đó khi mà mình đã biết rồi thì là cái nhanh có nghĩa là sự lót dạ là các con người đứa trẻ mà dạ đứa trẻ này phải tài cao thì nhanh như làm gì cho nó mệt mỏi phải nhanh như cơn gió đúng rồi không nhanh như cơn gió nhanh như cơn gió luôn không nhanh như cơn gió hả bạn phải cẩn trọng mình sẽ chậm lại thế có nghĩa là ngày hôm đó là hai đứa gần như là sắp rất là gần nhau rồi được à phải nói cái lời đó là hành động thôi phải làm gì cho nó mệt rồi qua làm sao là quay về Hà Nội là tiếp tục ở thêm ở khách sạn nữa qua làm sao thì bọn con ra Hà Nội luôn con sau bọn con ra Hà Nội luôn cái lần mà con về nhà bạn thành sang có về không? Sau lần đấy thì về nhà bạn gái không? Sẽ có. Sau đấy đường về nhà nữa. Sau lần đấy thì một con yêu nhau và một khoảng thời gian lâu sau đấy thì con mới về nhà vợ con chơi. Chứ không phải vì con thì sao? Với cái trạng sẽ khác đi. Tại vì con thì rất là ủng hộ. Thì bên đây ta ủng hộ cái gì? Và đây là cái người đầu tiên khi con đưa về cho nói chung là các con đã được một cái sự ủng hộ từ phía gia đình.
Mẹ thường biết nhỉ. Mẹ thường biết thì con có ba ai về bây giờ. Ừ. 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 Và đó là một cái điều rất là tiền. Hai con bây giờ đến rồi.